Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Long, phòng kỹ thuật công ty Trung Đông. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối cửa từ có dây vào trung tâm báo động của SK69M. Thì để đấu dây, các bạn sẽ mở cái nắp phía sau trung tâm này ra. Và trung tâm này sẽ hỗ trợ hai zone có dây, zone 1 và zone 2. Cái đó là sẽ có chân chung là GND. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu dây một cửa từ vào một zone. Thì các bạn sẽ sử dụng hai dây, một dây tín hiệu mình sẽ đấu vào chân zone trên trung tâm. Các bạn sẽ gỡ một đầu điện trở bên zone ra, mình sẽ gỡ bên chân zone. Và một dây tín hiệu mình sẽ cho vào Z1. Và một dây tín hiệu còn lại thì chúng ta sẽ cuốn vào cái đầu điện trở lúc nãy chúng ta vừa gỡ ra. Thì đây là cách đấu cửa từ có dây vào trung tâm báo động của SK69M. Thì các bạn sẽ thấy ở đây mình có hai dây tín hiệu này, một dây thì mình sẽ đấu vào chân zone và một dây còn lại thì chúng ta sẽ cuốn vào cái đầu điện trở mà chúng ta vừa gỡ ra đó. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nhiều thiết bị cửa từ vào chung một zone. Các bạn có thể đấu cửa từ thứ hai vào zone 2 cũng được, hoặc trong trường hợp nếu như mà các bạn sử dụng nhiều cửa từ hơn hai hoặc đến nhiều thiết bị hơn thì chúng ta sẽ đấu vào một zone như thế nào. Đầu tiên thì các bạn sẽ gỡ một dây tín hiệu ở chân zone ra. Chúng ta sẽ lấy dây tín hiệu này, chúng ta sẽ cuốn hoặc cái đầu dây thiết bị thứ hai. Như các bạn sẽ thấy thì ở đây và một dây còn lại thì chúng ta sẽ đi về zone 1. Đó, như các bạn sẽ thấy thì đây là cửa từ thứ nhất và đây là cặp cửa từ thứ hai. Thì chúng ta sẽ đi thêm một đường vòng tròn và một dây của cửa từ thứ nhất, chúng ta sẽ đấu vào một đầu của điện trở. Làm dây của cửa từ thứ nhất chúng ta sẽ nối vào cửa từ thứ hai, và dây của cửa từ thứ hai cũng như là dây của thiết bị cuối cùng đó, chúng ta sẽ đấu vào chân Z1. Đây là cách đấu cửa từ có dây vào bộ trung tâm báo động của SK69M. Vậy là mình cũng đã đấu xong cách đấu dây của cửa từ vào bộ trung tâm báo động của SK69M. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào tất cả các bạn.